Xoay chưa? Ok. Đây rồi gì? Đây các bạn, mình đang chuẩn bị để lươn cá đây. Que đây. Đây. Đấy đống lửa. Cá đây các bạn. Rồi. Ủa lửa. Rửa đi. Tí đã sắp xong ra rửa mới lươn luôn. Hôm nay mình không mang dao đồ sinh tồn ra đây nên là hơi vất vả các bạn. Ôi. Thằng kia cháy hết áo bây giờ nhá. Tưởng bỏ áo anh ra. Anh Hùng bỏ áo ra anh Hùng. Được rồi, được hai con rồi các bạn. Mình sẽ lấy một que lửa và mình sẽ sóc con nữa. Che này. Mình đã sóc cá xong rồi, bây giờ mình sẽ đi rửa để mình nướng nhá. Thêm con nữa bố ơi. Ok. Sinh tồn nó phải thế này các bạn ạ. Cổ đầu. Giờ mình sẽ đem lên mình nướng. Nướng. Đây cầm cho con để con ra con lấy cái cục bỏ lọ đây nó bị to cành củi xanh to đùng đây. Đây tú cầm lấy điện thoại anh đâu. Lại gì cơ? Lạ mà. Con nào chở đầy gai ở tuồng? Không, cây đâu. Mù cả cái này nhẹ hơn. Nhẹ hơn. Chờ đợi. Tắt tắt đèn pin đi Tú, tưởng ai xong tí nữa để lấy đèn đi về không tối. Các bạn hãy xem đến hết video nhé. Máy của anh Hùng ạ. Mình sẽ lươn cá. Mình sẽ làm bằng cá lươn. Phải quay. Cá phải quay cá mà. Ôi con này sắp đứt mẹ. Con này sắp đứt mẹ ơi, chín sắp đứt. Nếu có cái, chín đâu. Nếu có cái buộc. Con này con cá trôi. Ô, tú đang quay à? 2 phút rồi. Đó đây. Đó đang chỉnh tồn, đang ngủ đây. Sau rút kinh nghiệm lần sau. Giờ mai anh nướng. Không cần luôn. Nướng kiểu gì dơ cao ấy. Đấy đặt vào đấy. Không cưỡi kè bộ hố. Cưỡi nào rồi? Chỗ này. Chín rồi sao? Chín nào được? Bước dính các cháu nhá. Nướng nhanh lên. Rồi. Đấy là nướng. Cộng. Bẻ cái cần ấy này ra để nướng. Bẻ cần gì nhỉ? Ôi dồi ôi bố ơi. Ôi dồi ôi. Tuột. Rồi. Ôi dồi. Cái bẻ đặt ra đấy đi. Mà làm xong mà lại mời tất cả các cháu đến đây ăn với bà nhé. Con quần đấy bỏ rồi. Thì để lên đứt bố rồi. Vứt. Con trôi ngon thế. Rồi con bảo. Gác này cây cây tươi ấy, nó không bị cháy. Kiếm hai cây tươi gác sang hai bên đi. Đấy thì bảo Hùng bẻ cho cậu một cái cây tươi nữa mẹ cần. Nó không rút kinh nghiệm. Mổ kéo ra. Để các mình, bạn là bố không mổ là nói. Có cái gì mà mổ, dao chả mang. Để lên sau cái kinh nghiệm. Mấy này mang cái vỉ nướng đi mới phải ấy. Đấy. Đấy cháu ơi, thêm một cây tươi nữa. Bố cái... dùng cái đấy nhá để con ra. Ừ, mang một cái vỉ kẹp đi mới đúng. Không nướng giờ này là cá nó quay hết. Nên bố mang đây. Ôi con đấy lấy là cũng có lướng đơn nào được nữa. Nha, cá sắp chín rồi nha. Một đôi, hai đôi, ba đôi, ôi chỉ có thế. Thế người ta bảo băng đêm người ta vẫn đi ở kia. Thế thì cũng được.
Còn máy quay này, nó quay quay rồi. Ấn quay rồi. Ôi quả chú bây giờ sắp ấy rồi. Đây được rồi nhá. Ôi, cái này là hỏng rồi. Cái bò mẹ thôi. Đéo đi chặt chặt cái đèn đi hoàn vào. Tí là đéo thấy đèn đâu. Cảm tin tưởng gì hao pin đi ấy. Hả? Tết đến ngay đầu. Bà đâu? Quá luôn. Hấp đi, tắt đèn kia đi đã. Thịt luôn. Lướng luôn đi để. Siêu cay. Siêu cay, chú Vân đang quay. Cứ nó xà. Có cần mổ cá lướng dân dã không cần mổ. Thế là người dừng mà. Anh đi cần mổ. Đây, cho mẹ xem cái quả quả. Số kia. Được khéo cẩn thận nhắm vào cái đĩa đàn năng đĩa dùng một lần kéo toàn số hai nhiều to lắm ấy đừng nhắm vào này nhá quánh trộm mày nhanh lên là đi về một con đĩa rồi một con tôm bị rơi chín rồi con kia vẫn chảy nước em sủi em sủi đây bây giờ chưa sạch gì điên à xà bò sủi vẫn quay à? Vẫn đang quay. Đem vào cái kia đi. Ừ. Bao giờ có khác. Mà rồi, có khác. Cái dây sạc của anh Luân còn đi à? Ừ. Em không có dây sạc của anh Luân. Ta cần phải chuẩn bị trước đi nhỉ? Ừ. Ôi. Thôi, ai? Lại cầm cá chú đi ra phòng đó. Cầm hết. Bà rồ lên men. Thế, phải mang cái quên. Bà rồ lên dơ. Sinh tồn ở đây 24 giờ. Để mang đinh ý mang ấy ra đây để. Cái này quần áo bẩn hết rồi đấy trời ơi. Ôi. Không. Này quần áo. Cá nó vừa lăn lê ở đây đấy. Đây này. Không sao vào kia phải cầm đấy. Cầm quay đi dân dã. Quay cái áo thưởng ấy. Ở đây cũng sạch đâu. Đây chúa này. Chạy không phải chạy rồi. Con đấy chín rồi mà cậu ơi. Cái con đấy bé tẹo chín rồi. Con này khả năng chín rồi nhưng mà cứ để nó vàng vàng tí nữa nó trắng. Con đèn gì rồi vàng. Muốn vàng phải quên mật ong. Dầu. Thơm không các bạn. Nổ phát điện thoại. Quay chưa? Hôm đi là phải em mang. Ua, thơm lắm các bạn. Ôi nhìn mình đã muốn chơi cả con rồi. Mèo. Ừ. Cá này mà cho mèo ăn thì không chê vào đâu. Ai vị khách không mời mà đến. Đây, ai vị khách không mời. Vô duyên. Cũng đến. Lấy là cứ ngồi đây chê. Cầm cái này đẹp rồi. Đây là khách sạn 5 sao, con nhà hàng 5 sao. Action, các bạn, hello. Các bạn ơi, cá chấp được ăn rồi. Lúc đấy thì nướng toàn lửa. Cháy cây rồi. Đến lúc cá chín nè. Kẻ được rồi đấy. Kẻ bắt gãy. Đâu ra bắt ra. Bắt hai người ấy. Thì nó đã chín rồi. Bắt hai người đấy. Đây con
Lấy đéo may mà thú. Anh Hùng mày nhìn đấy. Lấy như tha người ta. Tự nhiên không nhìn thấy trong nó bốc lửa trên đầu nhỉ. Cảnh báo. Các bạn cảnh báo nguy hiểm không nên làm theo. Đây là chuyên gia. Đây là mình là chuyên gia chúng người đó. Về đi. Mà tôi là đi từ lấy ngờ để có ăn. Để ăn nốt để cho nó đến cuối cái video ấy. Có mặt nó. Mà tôi bốc phét các bạn tí bảo nó ốm nó về rồi. Mẹ bé mồm nữa. Đánh ở máng ấy. Anh đi em chơi tí. Đánh máng nha. Chuông mẹ. Ê, chuông nha. Chết rồi, có ai ai đi xoay kìa. Đâu? Ai thì đây đây. Em cắm ăn trộm gì đâu mà chả xí tồn ở ngoài đông này. Điều cả đang chín mẹ rồi sao ơi. Chín mẹ rồi. Lột bác con cá. Chín mẹ rồi. Chín mẹ rồi. Con mày tận chín mẹ cơ. Chín bá rồi. Thơm rất ngon các bạn đây. Cá rất chín và thơm rất ngon các bạn. Thơm lừng góc phố. Cả phố đòi ăn. Thế là lúa này đấy các bạn thấy không? Đợi tay kìa. Đây các bạn ơi, cá. Không mời rất phát vào cái đấy cho nghe. Mà mình lại các bạn nha. Mỏng quá thằng này người cha. Wow, thơm chưa các bạn ơi. Ui. Wow. Đấy. Tưởng ơi. Wow. Các bạn thấy ngon không? Bỏ vậy đi. Mình sẽ bóc cái da của nó đi. Là mình sẽ ăn cái thịt ở trong thôi nhé. Nha các bạn nhé. Nha nha nha. Lúc nói là chơi cả da đấy, nhưng mà bây giờ vừa tôi nói thật là lúc ăn cơm ở nhà rồi xong mới đi sinh tồn. Mình không giấu gì các bạn. Mình chả giấu gì các bạn. Đây đũa các bạn này. Lạch lạch cũng được. Các bạn đũa này. Đấy cậu quay hẳn. Mời các bạn đi. Mời các bạn thử thưởng thức món cá lướng ngoài đồng nhá. Thơm vê. Ngọt các bạn ạ. Bố bảo đây. Cảm giác ăn ngọt các bạn. Mời các bạn nha. Tú đen. Mời rất quát lên đây nè. Mình rất mời các bạn nha. Đây, đến lượt anh vừa rồi máy quay ăn. Cho anh camera men ăn nữa. Ngọt cá ngọt đấy. Uống ngọt thật mà. Thử. Này, cho anh camera men miếng nào. Camera men. Ngọt đã đời luôn. Được không ạ? Được không ăn? Thưa các bạn, đây là hai khách không mời tự dưng đến. Ngon nhỉ? 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 Ủa, có trứng hay sao rồi hả? Đây này, vang vang này cậu. Các bạn, đấy, nhìn miếng thịt cá đồng các bạn, quê tớ này. Rất ngon nhá. Quê mình. Quê mình. Ngon hẳn xuống. Rất ngon. Tớm chú quỳ. Ngọt. Bốn tớm chú quỳ quen rồi. Quỳ rồi. Ngọt đấy. Đây, trứng không cậu? Trứng đấy. Ồ, có cả trứng này. Trứng này. Bỏ bỏ. Ăn được. Thôi bỏ. Ui, cái đầu còn sát đầu còn đang đang chín đây. Wow. Không đưa mẹ cái miếng trứng cá đấy. Ôi, bỏ đành nhé.
Đây, bỏ xương ra nhá. Bỏ vứt vứt rồi. Wow. Lật lên các bạn này. Đi theo dưới ngủ thế là đầm lá hết này. Đó là shipper. Bơ đâu? Ngọt. Ngọt không? Ngọt nha. Ngọt thế. Đã nghe lật lên không lật đi ấy này nát hết. Rất ngon nha. Để tôi phải bố lật lên này. Ai có thể biết ra đây được. Ây ây ây, ui cái lưỡi nó chảy. Cả cái đẻ bố ơi, cho ông lát hết ra bây giờ. Không là làm gà nguyên con bắt trụng. Đây này, từ từ, từ đã ăn hết rồi. Đây, xoay nó đây. Cho cứng này. Wow, các bạn này. Ui, ngọt. Tay dân dã này. Này tay nó gỡ. Cái thằng này. Ui, kéo tay cái này của mỡ này. Ra mà nó ra bỏ nó rồi cháy nó đi ạ. Ôi, xương vứt tung tung ra đây. Wow. Mời các bạn nhá. Còn qua các bạn ạ. Các bạn đây, các bạn đây nhìn quả cá ngon. Nó xoay chúng hả? Không xoay chúng đâu. Tháo điện thoại nhá. Này nhá. Ăn cầm nhá. Ăn cầm nhá. Ăn cầm nhá. Đấy, như chỗ bố mẹ ấy. Nè. Con xoáy ốc vào rồi ấy. Ăn thôi, lấy tay bốc cho dân dã. Ừ, ừ, núp đi. Núp con bé đi đi. Nè, bỏ cái chỗ này ra. Chỗ này là trứng này. Vứt, 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 vứt. Cả đi. Bỏ đi. Vứt, vứt. Thôi, đừng ơi. Chuột đêm nó ăn đây bây giờ. Cái gì á? Cụ. Con này này, ấy lốt đi. Bóc qua đi. Đây để con bóc cho. Ô, cái này cái bụng không ăn được. Im để anh bóc cho. Đúng rồi. Ôi, cái bụng mới bỏ. Vứt, vứt, đắng lắm. Bụng đắng lắm. Để sao mang cái dao đi. Ừ, mổ. Trời ơi, bóc cái này kiểu gì đây? Đâu? Đắng thế. Ôi, đây đây. Ngon như này cơ mà. Không, không. Người ta chuẩn bị hết để đặt vào cái túi trong sách đó đi. Ừ. Làm cái túi đeo cậu bảo ấy. Thế còn thịt đâu nữa? Bố. Cái này, đây đây. Này, còn còn mà. Thế thịt rồi. Lấy tay đi, không phải đũa nữa đâu. Đúng rồi. Này, tay đi. Không, con lấy đũa cho sạch. Này, ai xem đấy. Này, tụi ơi. Đúng rồi. Con lấy đũa cho sạch. Anh camera. Mẹ, lấy tay đi. Nào, bố, ngon nào. Nó cảm nhận nào. Ngon. Phê. Ăn rất ngọt các bạn, cá cá đồng ạ. À. Ăn ngọt ơi ngọt. Đại ruộng ăn luống mình bắt được của mình nhỉ. Ăn luôn tại trận, luôn tại trận luôn. Rất nào lướng. Tưởng Leo cảm nhận xem nào. Ngon lắm các bạn ạ. Hay không ấy. Ngon lắm. Ngon à? Ngon không tả. Hai vị khách không mời. Ngon. Ngon. Ngon lắm. Bạn ngon lắm. Lại còn nhiều thịt ra. Ăn giòn dẻo. Ờ, cơm dẹp bố quên. Hả? Dẹp bố quên ở đâu? À, áo cậu quên mất. Dẹp bé lau áo tao. Quên rồi. Dẹp bố quên à. Thôi đi. Thôi là ngon. Rất ngon nhưng mà hết các bạn. Có đáng nghĩa là còn một con cái Đô Phi. Tôi dài dài nữa nhưng mà rơi mất. Đứt, nó đứt mất cả người là rơi xuống đây mất. Thôi chào đi. Chào các bạn nha, bây giờ mình xin phép mình ăn những video để mình đi về nha. Chào cũng đã hơi muộn rồi. Chào phải tầm 21 giờ này. Không cháy rừng ấy. 9 rưỡi à? Và 9 rưỡi. Không, 11 rưỡi. Mình xin phép nha, tạm dừng video để mình đi về nha. Đi.